Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với một mod mới đi. Thì hôm nay rằng là chúng ta sẽ chơi thử mod là Medieval 1100 AD gì đó. Thì mod này là mod về trung cổ của Total War 2. Mình biết rằng là trong Attila nó cũng có mod khác, nó nặng rất nhiều. Tuy nhiên mod này là mod kiểu như phiên bản nhẹ hơn ý, tầm 4GB gì đó, như 5GB. Thì nó sẽ cho các bạn chơi Pháp với cả là Antioch trong hiện tại nhá. Đây là bản beta thì vậy nên rằng là mới có được hai faction này thôi. Tương lai sẽ có mở rộng thêm, còn bây giờ mới chỉ đây thôi. Mod này nó cài đặt khá là mất thời gian ấy, thì thực sự mà nói thì là không chỉ đao về thôi ấy, nó còn phải sắp xếp theo đúng thứ tự ấy. Thì bạn nào vào trên trang workshop của nó sẽ có cái kiểu là how to install this mod, xong rồi sẽ có developer bên dưới, nó sẽ cho một cái ảnh là cách sắp xếp ấy, thì các bạn hãy vào đấy mà xem thử thì là sẽ cài được. Vậy đó, thì hôm nay rằng là chúng ta sẽ mình vẫn đang cân nhắc giữa việc là chơi Principality of Antioch với cả là Pháp. Thì Principality of Antioch được thành lập bởi những cái cuộc thập tự chinh đầu tiên ý. Thì rằng là một lãnh đạo của thập tự chinh đã tách ra và thành lập vương quốc riêng của mình hay sao ấy, mình nhớ là vậy. Còn Pháp thì cũng được, nó cũng có khi hay hơn đấy nhỉ. Hiện tại là 1100 AD thì Pháp nó vẫn chưa phải phát triển lắm. Thì vậy nên rằng là các bạn có thể thấy rằng nó chưa chiếm hết toàn bộ Gaul được. Thôi rồi, vào chơi Pháp đi và chúng ta xem nào. Vậy thì mình rất mong bạn xem like và subscribe để ủng hộ mình. Và phát ngắn ngắn đấy mà, vui vui. Được nhiều like thì mình sẽ làm tiếp. Nhiều ủng hộ ấy, nhiều like nhiều vào. Không biết có phát ai không nhỉ? Bởi vì rằng là mình cũng chưa chơi thử mod này, cái mod này lắm ý. Nó thiết kế cũng khá là đẹp. Mình có phải công nhận là trên cái campaign map thì nó có cái phần diplomacy, cái phần ngoại giao thiết kế màu mè khá tốt. Còn quân đội mình chưa biết thực sự ấy. Nếu mà đánh custom battle thì có khoảng tầm 21 faction là các bạn chơi được. Đánh custom battle là các trận chiến các bạn tự đánh ấy, thì cái đấy cũng ok. The frown opponent are the ages corruption was rampant at the height of Roma's ascendancy. That's how to distinguish right from left based on registration. Trong chiến tranh, sự thật chính là cái chết đầu tiên. Wow, kiểu mình không bao nghĩ đến cái chuyện là nó khá là thâm thúy như thế. Rồi ok, chúng ta đã vào và đồ họa trông có vẻ cũng được nhỉ. Mình không biết rằng là đây có mod không ý, bởi vì trông đồ họa trông lạ phết. Thì đầu tiên về Diplomacy đi. Thì chúng ta bây giờ có cái map này khá là đẹp này. Chúng ta là King of France và quanh đây là chúng ta không chiến tranh và cũng không làm gì với ai cả. Tuy nhiên rằng là các đất chi khu quanh đây, đất chi Normandy, Brittany, Champagne, Burgundy quý mình. Tuy nhiên là Normandy mấy cái đất chi như này nó hơi ghét mình này. Aquitaine, đất chi Provence chúng ta sẽ cần phải chiếm này, để chúng ta thành lập vương quốc Pháp này hoàn toàn luôn ý. Thì chính xác ra trong thời kỳ mà Pháp theo phong kiến ý, Feudal Age ý, thì rằng là cái kiểu trong Pháp thì nó vẫn được chia cắt khá là nhiều ý. Thì là khu vực trung tâm thì nó sẽ nói ngôn ngữ riêng của họ. Brittany nó có ngữ riêng, phía Nam nó có ngữ riêng. Mãi đến thời kỳ cách mạng là tầm 1793, sau đó thì rằng là những cái người Cộng Hòa, theo phe Cộng Hòa của Pháp thì họ mới cố gắng là sáp nhập những cái người mà họ không theo, cố gắng là kiểu đồng hóa những cái người nói ngôn ngữ khác. Thì vậy nên rằng là cái khu vực bên đây này là Bordeaux này với cả Basque thế này này, là cái khu Bas của các bạn nào xem bóng đá sẽ biết là Athletic Bilbao ở dưới này này. Thì là trước là khu vực này nó nói tiếng giống nhau, Catalonia cũng là khu vực này nó cũng nói tiếng giống nhau này, khu vực trên này này đấy. Thì là người Pháp đã đồng hóa và bây giờ ngôn ngữ ở trên phía này nó cũng theo người Pháp rồi, chứ không ít khi nói mấy cái tiếng ngôn ngữ cũ trước kia nữa. Và rồi ok, thì sau đó rằng là về gia đình thì chúng ta có vua là Philip đệ nhất, Philip the first of his name. Politics chúng ta chỉ mỗi cái đảng này thôi, là vua nắm quyền tuyệt đối, đúng không? À đâu, đây là đảng khác là Papal Party. Nắm quyền khá là ít và nó khá là trung thành với mình, thì vậy nên là chúng ta không phải sợ lắm này. Quân đội của chúng ta thì tạnh mưa đấy. À đâu, bên này mưa. Chúng ta đang không chiến tranh mai đúng không? Thì để mà chiếm mộ ấy thì rằng là chúng ta sẽ cần phải làm gì nhỉ? Nhà thờ này. Nhà thờ đây nó không phải cần thiết lắm nhỉ. Main Square là ok. Tỉnh này làm sao mà bị public order tệ đấy. Có lẽ là do food chứ. Characters trừ 12 á. Sao mình trừ nặng nhỉ. Xây dựng khá là lâu, mất 7 turn. Thực sự mất lâu vãi ra ấy.
nó có dùng cái biểu tượng này là của cái campaign là Throne of Britannia này, đây này, nhìn rõ ràng luôn là của Throne of Britannia. Chắc là chiêu mộ nhỉ, hay là công nghiệp, thôi về đồ ăn đi. Rồi ok, quân đội chúng ta có lẽ sẽ chiêu mộ đạo quân của nhà vua. Là sao, có nghĩa là chúng ta cần phải có điểm để chúng ta mới chiêu mộ đó. Đây, no recruitment points available, có nghĩa là chúng ta cần mất điểm để chúng ta mới chiêu mộ được. Xem nào, mình thực sự không hiểu đấy, là để làm gì mà có thể chiêu mộ được. Hay là thiếu phút nhỉ, kiểu phải nhiều phút hơn nữa thì chúng ta mới có thể chiêu mộ được ấy. Chắc khả năng cao là vậy. Ok, turn đã vậy rồi, chúng ta tính sau này. Có rất nhiều faction thì bây giờ hiện tại mới có hai faction là Principality of Antioch và Kingdom of France, thì tương lai chắc là sẽ có nhiều thêm và chúng ta sẽ chơi thử. Nếu mà sự ủng hộ của VIP này lớn thì mình sẽ chơi thôi. Rồi ok, sau đó rằng là rồi ok, chiêu mộ rồi này. Chiêu mộ đạo quân gì bây giờ? Cung của mình có vẻ như hơi beat. Crossbowman, Light Spearman, để cho mình hàng này đi cái. Có lẽ bọn mình di chuyển xuống đây này. Rồi chúng ta có gì sau khi là chiêu mộ xong, chúng ta sẽ tấn công bọn Duchy of Aquitaine luôn này. Long Axe này, sao cho tôi thêm nó này. Rồi ok, thế này thôi nhá. Chúng ta hết tiền rồi, thì cứ đứng yên đây, trong khoảng tầm 6 turn thì chúng ta mới chiêu mộ xong được. Thì wow, County of Champagne thì chúng ta từ từ xem đạo quân của mình như nào. Sao lại thiếu phút? Fuck, mình bị thiếu phút khá là trầm trọng này. Chúng ta mất khoảng tầm vài turn nữa chúng ta mới ok này. Trước khi đạo quân chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ cử đạo quân này của mình ra đánh nhau đi cái. Fuck. Bọn Champagne bọn nào? Normandy thế này nhá. Thì sau đó rằng là Choice là đây, thì chúng ta sẽ chỉ cần chiếm Choice là bọn nó sẽ đổ luôn này. Đạo quân nó cũng bé tẹo, là chúng ta sẽ lấy gì ai? Trừ một turn á. Có nghĩa chúng ta không chiêu mộ được. Bởi vì chúng ta không có phút thì chúng ta không chiêu mộ đạo quân được. Ok, thì bọn nó lao mình luôn này. Thì bọn nó không có cung. Tuy nhiên là bọn nó có dìu, thì dìu là một vấn đề khá lớn này. Fuck. Nói chung là cứ là giáo binh spear thì nó sẽ thua cái bọn là dìu. Chúng ta kỵ binh với cung thì tất nhiên là cũng ngon rồi, nhưng mà fuck. Rồi ok, trận này là chúng ta sẽ sử dụng kỵ binh để chiến thắng được đấy. Chúng ta để cái đồ họa hơi thấp quá nhỉ. Vâng, đây là lính của Pháp, thiết kế rất đẹp luôn. Nhưng mà trông có vẻ hơi quá đà không? Louis Heavy Cataphract. Thế còn bọn này, cung sao? Crossbowman. Wait what? Heavy cavalry with spears. Ok, chúng ta sẽ sử dụng cả tướng cả kỵ binh kia, chúng ta đánh nhau bọn nó đi. Còn bọn mày lập ở đây này, mày sẽ cavalry counter tactics rồi. Ok, bonus huge of champagne, heavy cavalry with spears. Bọn này là lính shock này, còn đây là bãi cướp nhìn trung kinh thật đấy. Thề bọn này xé xác cái bọn spear của mình luôn, mới đảm bảo được điều đấy. Chúng ta sẽ đứng trên đồi này. À, khi chúng ta công trước nhỉ. Kiểu bây giờ là bọn nó sẽ đứng yên ý, và chúng ta sẽ cho cung chúng ta bắn nó ở đây. Kỵ binh đâu? Chính là mình muốn thủ trên đồi hơn cơ, nhưng mà thôi rồi, kệ đi. Nếu mà chúng ta xử lý được tướng nó được thì càng tốt này. Tuy nhiên rằng là mình không nghĩ nó thành công ở đâu. Bây giờ mày bắn tướng nó tao cái. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Cứ lùi đây kìa. Bắn nào. Nó chạy rồi. Ơ kìa.
Đứng yên đó. Thôi cứ đứng yên đã. Ngon. À không, không chết ai à? Chết đi. Mình muốn là xử lý tướng nó đã, rồi chúng ta mới tính. Chết bảy thằng, quá ngon. Ôi bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Chúng ta sẽ cần phải cử bọn này lên này. Tướng đâu? Bọn mày sẽ lùi sang đây. Ok, chết 46 rồi. Rất ngon, tiếp tục đi. Tiếp tục. Cái kỵ binh. Có khi là mình sẽ cần phải cử cái bọn kỵ binh của mình phá phá hàng ngũ của này đi nhỉ. Đây này. Bọn mày sẽ phải phá hàng ngũ bọn này tao cái, sau đó là mình sẽ cử cái bọn dìu bọn giáo binh vào. Có vẻ như bọn Long S kia bọn nó mạnh hơn mình nghĩ và chúng ta bị nứt mất một cái binh rồi. Ok, mệt mỏi nhở, thế là cũng khá là phí. Tướng rút ra, rút ra, rút ra, rút ra, rút ra, rút ra, rút ra. Thôi chết rồi, trời thua rồi, tôi tan tành luôn rồi. Thế là cuộc đánh cược của mình đã thất bại rồi và chúng ta đang thua trận rất nặng nề luôn. Thằng này vẫn đang giữ được, tuy nhiên đang thua mẹ rồi. Fuck. Mệt mỏi nhở. Sao mày ra đây nào. Thôi thua rồi, thua rồi. Thật là buồn chán. Bọn này nó kiểu giữ vững quá mức ý. Thế luôn là cái bọn, cái bọn X này nó đánh kinh vãi cái ra ấy. Cái vấn đề là mình không ngờ rằng là cái bọn dìu nó chặn được cái bọn kỵ binh của mình. Thì mình mong chờ rằng là kỵ binh của mình sẽ hoạt động hiệu quả một chút. Và mình cũng đã mong chờ rằng bọn dìu của nó là cũng yếu hơn so với kỵ binh của mình. Tuy nhiên là chúng ta không làm được như vậy. Tuy nhiên trận này cũng chưa phải chết cái chết của chúng ta đâu. Thì trên phía bắc thì bọn nó sẽ không thành mình, không công được thành của mình đâu. Chắc chắn là vậy, bọn này nó quá yếu để công thành được. Chúng ta chỉ cần giữ vững cái tường thành thôi là chúng ta cũng ok rồi. Thì đáng lẽ ra rằng là chúng ta cứ nên thủ thành đi và đừng chui ra ngoài. Tuy nhiên là mình đã hơi ngu và mình thông cảm. Thế là mất đạo quân. Mệt đấy nhỏ. Và thế mất luôn. Gần. Thật đau buồn. Hình như đây đạo quân của cái thằng Purple gì đói. Thằng ấy đi đốt sạch cái hành tinh này của mình rồi này. An honorable death. Honorable death. Food shortages. Mình thực sự không hiểu tại sao là food của mình bị thiếu cơ ấy. Thực sự đây là mình có làm gì đâu mà nhỉ. You know what? Bỏ này đi này. Chúng ta sẽ cần phải về Paris này. Đứng chỗ này tao cái. Sau đó rằng là chúng ta sẽ úp ra Dijon này nhỉ. Còn là Amiens thì tỉnh này có rất nhiều quân đội phụ thủ thành. Vãi cướp, nó chết đói rất nhiều rồi đấy. Đây này. Chúng ta chưa phục hồi hết này. 64 trên 240, 16, 60, 204, 720, 350, 260. Có lẽ thành lập lên đạo quân mới đi. Cho tôi một lính thủ thành, lính cận chiến ấy để chúng ta sẽ thủ thành được này. Sau đó rằng là chúng ta không có tiền, à đâu, không có food. Chúng ta cần phải có đồ ăn thì bọn nó mới sống được. Và vậy nên rằng là chúng ta không có đồ ăn. Cái vấn đề là vậy. Nhưng mình cứ làm gì đấy nhỉ? Mình không phải nâng cấp cái gì mà tại sao? À, chưa một quân đội đúng không? Hay là bởi vì chưa một quân đội chúng ta mới thiếu đồ ăn? Có khả năng. Why not? Logistic, deception. Rồi ok, chúng ta đồ ăn rồi. Trừ 1 phút này. Ta nghĩ là cần cái gì đó cho ta đồ ăn cái đi. Không có nhỉ. Tại sao không phục hồi?
recent event. Thực sự là mọi thứ nó hơi khó khăn cho mình nghĩ đấy. Mất tiền. Wow, cái này nó cũng đang hơi cái bất ngờ mình nghĩ đấy. Bây giờ mày di chuyển ở đây này, tao muốn mày là đánh úp vào trôi sợ dao cái. Đánh úp vào đấy. Và rồi chúng ta sẽ tính về việc thủ thành này sau này. Ok, quân đội thủ thành bắt đầu phục hồi đấy. Mình đang rút lui rồi anh. Mẹ, buồn đấy, nó biết ngay kế hoạch của mình. Fuck. Nó làm mọi thứ khó khăn một chút đấy. Tuy nhiên rằng là chúng ta chỉ có khu vực Amiens là bị đe dọa thôi. Còn khu vực phía nam này chúng ta... À đâu, Poitiers cũng bị nguy hiểm này, nhưng mà chắc là không sao đâu nhỉ. Tại sao không phục hồi được? Recent event có event gì? Tôi đợi tí nào. Record. Mình xem thử xem có cái gì không. Beloved Imperium level. Không nói gì này. Kingdom. Tại sao nhỉ? Mình đã không hiểu tại sao cơ. Ôi mình không chuyển ra cái chế độ Cộng Hòa được à? Lick này sao? Cộng 20% military search rate. Hay là mình thử nhỉ? Thử đi, cho đỡ dở hơi tí. Thử nhỏ. Ơi nước, thử. Mình thành cái gì giờ? Vẫn là Kingdom France, tuy nhiên là mình nghĩ rằng là mình trở thành nông dân thì sao ấy. Royal Dynasty, Assessor. Nó không quý mình nữa này. Tuy nhiên là khả năng nội chiến nó hơi thấp này. Hình như tiền mình bị tụt đi sao nhỉ? Hay đúng không? Cái chuyện gì xảy ra này? Tại sao mình đi clear war town gì? Mình yếu quá à? Hay làm sao? Light Spearman. Kỵ binh của mình vẫn đang phục hồi. Tại sao nó không phục hồi nhỉ? Và tại sao tỉnh của mình đang loạn ấy? À đúng rồi, đang trong giai đoạn là chuyển giao giữa cái League với cả Kingdom kia. Thì mình cũng đang hơi có chịu một chút này. Có lẽ là chúng ta kệ đi và chúng ta sẽ dành tấn công vào Troy và để xử lý nó đi coi. Thôi mình kệ đi và chúng ta sẽ tấn công luôn đi. Kệ bóng mẹ vào nó. Nó chưa mộ à? Tỉnh này có được phòng thủ nào? 17 unit. Mọi thứ làm mình khó khăn quá nhỉ. Mình đã không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ngon, cảm ơn. Ok, trận này chúng ta cùng hy sinh nào. Với số lượng quân đội như này chúng ta phòng thủ của gì? Và nếu các bạn để ý thì rằng là đây là hình ảnh của cái unit trong Total War thì là Age of Chamberlain. Chamberlain gì đó, chả biết là lắm. Thôi đành thua cứ thua đi cái. Thua đến đâu thì thua. Xem nào. Chúng ta ngay trong trận này chúng ta xét thử xem sức mạnh chúng ta nào thôi. Kỵ binh thì vẫn là very heavy cavalry này. Thiết kế khá đẹp luôn, y hệt như là thời Trung Cổ này. Chẳng nói gì rồi. Cái giáp này như là lấy cái model là của cái bọn Todua Thrones of Britannia ấy. Frankie Spearman đây này. Mấy các bạn nhìn cái giáp này này. Cái giáp... gọi giáp gì nhỉ? Chả biết lắm nhưng mà nói chung rằng là nó cũng giống cái game đấy. Giống thật luôn ý. Light Archer, ok, chẳng nói gì rồi. Chúng ta sử dụng kỵ binh chúng ta trận này. Cả tướng đấy, hy sinh nè. Đánh. Đây nào, ra đây. Tấn tốc lên. Bọn này đợi quân đội tiếp viện đúng không? Ok. Không được rồi. Thực sự là nó rất đông ý. Chúng ta làm gì được bây giờ? Không làm gì được cả. Và chúng ta sẽ chuyện hy sinh vậy.
và mình đang có vấn đề rằng là tại sao lại giáp nặng đấy, thầy đứa có khiên ý. Xong rồi model này rõ ràng là của thương Britannia, cái khiên này này mình nhìn rất giống luôn. Các bạn có thấy rằng là chúng ta hơi có bị thua thế một tẹo đấy, một tẹo. Nhìn thấy biết ngay là chúng ta thắng rồi, tin tưởng mình đi là chúng ta sẽ thắng. Mày đánh đùa ai đây? Tấn công đây nào. Súng ấy ạ? À đâu, mình cứ tưởng cái gì. Đẹp nhỉ, mình thấy đẹp hết đấy. Một mày rút lui khỏi đấy đi. Có vẻ như rằng là các anh nghĩ nào? Flank secure. Chúng ta chẳng có đội hình ở đây nữa này. Square formation thì sao? Racing morale. Ơ, sao đây? Khi bọn mày đứng đầu đi. Và chúng ta sẽ cầm bọn mày đứng lên đây này. Lập cho tao cái đội hình square formation trên đấy. Lên này đi. Bọn mày đi đâu đấy? Thôi trận này chúng ta lao vừa đi. Kệ đi. Hy sinh nào. Trước khi chết là chúng ta phải làm cái gì đó. Bọn mày cứ lên đây nốt nào. Đây. Mày xử lý tướng nó đau này. Hugo Champagne, chúng ta mà chém được thằng County đấy cũng khá là ngon này. Tuy nhiên trận này chúng ta sẽ chết vua của chúng ta, Philip đệ nhất. Thì vậy nên rằng là mình không nói gì cả. Lên đây. Trời ơi bọn mày. Lên đây tao cái nào. Tấn công lên con, tại sao bọn mày lại mất thời gian đấy? Rodolf, đây có một tướng bọn nó này. Tướng thủ thành. Chuẩn bị chiến nào. Đánh nhau to nào. nói chung rằng là chúng ta sẽ chết một cái cách đau đớn đây này. Bọn mày lùn nệ tao này. Lập hình của tao trên này này. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh. Đừng làm gì vội, để cho em yên một chút đã. Bọn mày lập cho tao cái đội hình là square formation đi này. Đó kìa, thần tốc lên nào. Mày sẽ ra kia xử lý thằng tướng kia cái. Còn tướng chúng ta sẽ lao đây xử lý bọn cùng một đi. Hy sinh nào. Chiến. Mình đang chọc vào cái bọn giáo binh của nó. Thôi rút ra. Mày chơi ngu rồi. Mày đâu bây giờ nhỉ? Mình đang nghĩ xem nào. Mày bỏ đội hình ra cái này. Thôi mày lao thẳng đâu đó đi. Lao ở đây. Kệ đi. Tao kệ bằng mẹ của mày. Tấn công mẹ. Bên này nó rồi. Đây là vua của mình đúng không? À đâu vua của mình cái này đúng chứ. Đây, vua mình tiếp tục nào. Chuyển đi. Boom. Giết bao nhiêu người rồi? 100. Ngon. Rút ra. Ra khỏi đấy. Mau lên. Sau chúng ta sẽ chọc lại này. 175 người. Rất ngon. Kỵ binh này của mình đã chạy rồi. Và thôi kệ đi vậy. Tấn công nào. Mau lên. Ở kia. Chạy mau lên. Boom. Thêm 100 người nữa nào. Trước khi chết thì cứ viết 100 người đi. Kệ con này anh nhá. Chúng ta bây giờ chỉ xem vua của mình đánh nhau thôi. Cuộc tấn công nó hơi có thất bại tí này. Mày bỏ đội hình ra này. Vua mình sắp chết rồi này. Điều này phải khẳng định này. Còn 2-3 đứa thì sẽ đánh lên đâu để đánh thôi. What the fuck. Thôi. Vua chết rồi. Bên này nào rồi? Nó có chế độ đấy à? Là nghĩa là tướng của mình đã bị chấn thương rồi và sẽ... Tuy nhiên sẽ sống, chưa chết được. Mày nào rồi?
men flee the field of battle. This is a shameful display. Sao nghĩ mày làm gì đi? Và chưa gì đã chạy rồi, 180 đứa. Thật là buồn. Có mỗi vua chúng ta rất là nhiều người thôi. Còn lại cái bọn cung này thì không là nhiều lắm. Thật là một cái kết buồn. Thôi rồi, thì vậy thôi rằng là hôm nay sẽ dừng tại đây đi. Sẽ không có part 2. Nếu có part 2 chúng ta sẽ làm faction kia, chứ không phải bọn Pháp đâu. Pháp quá khó và chúng ta không chơi được. Vậy đó, thì bye bye đi. Bye.